hai giỏ hoa chạy vòng quanh sân khấu chào đón toàn thể quý vị khán giả và các bạn nhỏ. Vâng, anh sau đây sẽ là thử thách đầu tiên. Gấu nhảy qua những chiếc bục và một thử thách rất lớn đối với chú gấu mang một thân hình rất to lớn và nặng nề của mình. Chưa xong. Nhìn nó mặc áo mắc cười quá à. Rồi, gấu rồi. Rất khéo léo, phải nhẹ nhàng. Chú gấu Misa đang nhảy qua những chiếc bục. Như vậy là động tác đã thành công. Tiếp theo sẽ là màn biểu diễn của bạn gấu Lisa. Vâng, bạn gấu Lisa sẽ thăng bằng đẩy bàn quay trên chiếc bàn. Go. Rất khéo léo. Vâng, bạn gấu Lisa hết sức bình tĩnh. Đây là một động tác rất khó khăn đối với bạn gấu Lisa. Hãy cố gắng lên nào bạn gấu Lisa. Ấm em cho lên. Vâng, như vậy là bạn gấu Lisa của chúng ta đã không thực hiện được động tác này. Và thay thế vào đó, bạn gấu Lisa sẽ biểu diễn cho quý vị một động tác khó hơn rất nhiều. Thăng bằng bằng hai tay trên chiếc cổng. Rồi, cho nó ngồi đây. Ngồi đây, ngồi bạn không? Không à. Xin như bạn gấu Lisa đang chờ đợi những màn, những tràng vỗ tay từ phía quý vị khán giả và các bạn nhỏ thân yêu. Rất tuyệt vời, một tràng vỗ tay để dành tặng cho bạn gấu Lisa. Bằng bằng hai tay và đi xuống những bậc cầu thang. Một hình ảnh rất đẹp, chúng ta quên dành một tràng vỗ tay để dành tặng cho bạn gấu Lisa. Và động tác đã thành công. Tiếp theo chúng ta đến với động tác thăng bằng trên con lăn và bắt những trái bóng của bạn gấu Misa. Vâng, lần này sẽ là màn biểu phần biểu diễn của bạn gấu Misa. Đây là một động tác đòi hỏi sự tập trung cao độ của bạn gấu Misa, một điều tưởng chừng như không thể ngay cả đối với con người chúng ta. Nhưng với tài năng dày dỗ khéo léo của nghệ sĩ Hải Đăng, bạn gấu Misa đã thăng bằng rất thành công trên chiếc con lăn này. Và ngay sau đây sẽ là trái bóng đầu tiên. Rất chính xác. Vâng, như tôi đã nói, đây là một động tác rất khó ngay cả đối với con người chúng ta. Chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thôi thì sẽ trượt ngay khỏi chiếc con lăn này. Và bạn gấu Misa của chúng ta sẽ thực hiện lại động tác biểu diễn này. Một trong tay để khích lệ tinh thần động viên cho bạn gấu Misa. Trái bóng đầu tiên. Rất chính xác. Trái bóng thứ hai. Cũng rất tuyệt vời. Một trong tay nữa để dành tặng cho bạn gấu Misa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với màn biểu diễn mang đẳng cấp rất cao của bạn gấu Lisa. Thăng bằng đi trên chiếc vòng này. Đây là một màn biểu diễn rất phức tạp để thực hiện được động tác rất nhịp nhàng, rất điềm tĩnh. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để dành tặng cho sự khéo léo của bạn gấu Lisa. Và không những thế, bạn gấu Lisa sẽ thăng bằng bằng hai chân đi trên chiếc cầu này.
một màn biểu diễn mang đẳng cấp quốc tế. Chúng ta quên dành một trong mắt tay để dành tặng cho sự khéo léo của bạn gấu Lisa. Một động tác biểu diễn rất phức tạp. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với màn biểu diễn gấu đi xe đạp. Một chiếc xe mini như một của một con người đang được sự gấu thực hiện rất thành công, rất khéo léo, rất tuyệt vời. Nó không có đạp tới mà. Vâng, một điều tưởng chừng như không thể đạt được sự gấu thực hiện ngay trước mắt chúng ta. Một trong bàn tay để dành tặng cho hai bạn gấu Misa và Lisa đang điều khiển chiếc xe đạp như một con người trưởng thành vậy. Một màn biểu diễn tưởng chừng như không thể và đang xuất hiện trước mắt chúng ta, và chỉ xuất hiện trên sân khấu chiếc thú mà thôi. Vâng, như vậy là đã có sự cố nhỏ đối với màn sân khấu rất trơn trượt, đã làm ảnh hưởng đến kỹ thuật biểu diễn của hai chú gấu. Và bạn gấu Misa sẽ đi trên chiếc xe đạp này. Chào đón toàn thể quý vị khán giả và các em, chúng ta hãy dành một trong tay để dành tặng cho sự khéo léo của bạn gấu Misa. Và bạn gấu Misa đang phóng với một tốc độ rất nhanh một chiếc xe. Như vậy là màn biểu diễn gấu đi xe đạp đã kết thúc.